Ngày hôm nay tụi mình sẽ thực hiện một thử thách cho rất nhiều bạn fan đặt ra, đó chính là 24 giờ chơi những trò tuổi thơ. Hiện tại chỉ có 26% những bạn đang xem clip này để nhấn vào nút đăng ký, nên trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký cũng như cái chuông bên cạnh để nhận thông báo của các video mới nhé. Còn bây giờ thì xem video thôi nào. Trò chơi thứ nhất là nhảy dây. Tất cả người chơi sẽ nhảy dây theo từng cấp độ. Vượt qua một cấp độ thì sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, với giá trị phần thưởng mỗi mức là 20.000, 50.000, 100.000 và 200.000. Ok bạn ơi, thì vòng đầu tiên thử thách đó chính là nhảy dây nha các bạn. Ok, mọi người sẵn sàng chưa? Yeah! 1, 2, 3, bắt đầu mọi người ơi. Ok, nhảy đi xin đi. Trời ơi, này nhảy đụng nữa thôi, nghỉ chơi. À, nhảy rồi. Nhảy đi nè. Trời ơi, cái này. Đi ra, đi ra, chỉ mà đụng là bị thua nha. Hả? Chưa xin đó lạ. Ôi, chắc là bị loại á. Ôi, dính vậy hả? May cho anh là cái này không cần tiền á, là không sao đâu. Ôi, dính vậy, dính vậy bị loại không? Không. Ờ, ok, dính được. Để đó vậy. Ok, chị sẽ tới mức không nha. Rồi, chị xin đi. Vô chị ơi, xin chị ơi. Nhảy đi, nhảy đi. Trời ơi. Hey. Hồi xưa anh có chơi nhảy dây không vậy? Thôi xong rồi. Nhảy kéo đi. Lộn quá, lộn quá, lộn quá. Trời ơi, dễ. Thôi giờ phải chơi xanh chín các bạn ơi. Mình không nhường được. Đây để mình chơi trước à. Ờ, cho anh Đạt đi. Đây để cho mình nhảy nè, đi ra đi. Đi. Ha, lăn xả quá. Không qua được thiệt kìa, không qua được thiệt luôn. Sao cảm giác cô Đạt thế nào? Em chấn thương rồi anh ơi. Ơi, chảy máu rồi anh Đạt ơi. Ui, ý. Ok các bạn ơi, thì mình thấy nãy giờ anh Đạt đổ máu dữ quá nên mình quyết định cho người chơi cách thức khác để có thể giảm đổ máu hơn. Chị nghĩ á là nên cho móc chân đi, hồi nhỏ giờ chơi là có móc chân. Đề xuất móc chân mà hồi móc cũng được là nghỉ game đi. Chị móc rành lắm. Chị móc rành lắm. Ok, cho tất cả người chơi khác móc chân luôn. Được. Và bây giờ thì mình sẽ là người nhảy đầu tiên các bạn, mình sẽ thực hiện cái tuyệt chiêu móc chân. Tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi nhảy lên. Rồi chơi gì nữa em? Vô. Hollywood này, nhảy đi em. Wow, chưa. Mọi người sẵn sàng chưa? Mức này là mức vai nha. Căng lắm nha. Bây giờ sẽ khác các bạn. Hồi nãy là mình nhảy thử thôi, mình nhảy xong nhảy chơi thôi, bây giờ mình nhảy thiệt nè. Mình chơi không cần lấy đà luôn, coi nè. Ê. Ê. Wow. Được, 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 tính nha, tính nha. Làm sao? Chơi 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 chơi. Cầm 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 rồi, cầm cầm rồi. Các bạn ơi, bây giờ sẽ tới lượt của mình các bạn. Để mà coi thịt chiêu mất chung của tao. Tao thử lại, chống mắt lên xem nè. Cố lên, cố lên, cố lên. Trời ơi, hay quá, quá đẹp luôn các bạn ơi. Chị cho xin nha các bạn. Rồi, người khác lại lẹ cái đó, chân lên. Ôi, ghê vậy. Quên đi vậy. Cố lên, cố lên. Khó, 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 nhảy em. Lãng lên, lụm tiền chứ em. Tuyệt vời, tuyệt vời. Không khác gì anh Đạt các bạn à. Mình nghĩ là cái dòng tiếp theo các bạn là cái dòng trên đỉnh đầu, thì mình sẽ để cho Bon chơi trước. Mình mới học cái cách tuyệt chiêu của người ta như thế nào. Khoan. Dừng 2 giây, ê anh. Lộn đi, lộn đi Đạt, lộn đi Đạt. Lộn đi. Được. Ôi. Xì. Ui. Được, 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 được. Loại, bồn ra luôn, ra loại. Em không tôn trọng người quản trò, em chơi ăn gian. Loại. Cái tay em là cái chân. Cái tay em là cái chân. Bồn bị loại. Ok, tới mình. Ở bên lên phần may hả em? Có rồi mình này. Có rồi mình này. Coi chừng xuất hiện màu đỏ nha, xuất hiện màu đỏ nha. Loại nha, loại nha các bạn. Nhảy có cố gắng đó, nhưng mà còn thiếu tí chiều cao. Các bạn ơi, và bây giờ sẽ đến lượt của mình là người cuối cùng và mình sẽ chắc chắn qua được cái vòng này nha các bạn. Wow, tự tin, tự tin, tự tin. Mặc dù cái dây này nó cao hơn mình đó các bạn. Nhưng mà mình sẽ qua. Tự tin, tự tin. Không qua, không qua, không qua. Vậy đó là mình sẽ nhảy
qua nhưng mà không, cái dây nó cao hơn mình. Ok bạn ơi, thì kết thúc trò chơi đầu tiên thì số tiền của mỗi người sẽ là... Vậy là Đạt là người thắng cùng hả? Ủa vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Bang. Thấy Cindy té thì không tội nghiệp nó. Tại vì nó con gái mà nó còn nghe. Nên mình có một suy nghĩ thế này có thể chuyển tiền của Đạt qua cho Cindy được không? Chuyển hết cho Cindy đi mua đồ ăn. Chuyển hết tiền luôn các bạn. Quá ga lăng, quá ga lăng. Bon dư. Mình đồng ý không? Em cũng được á, nhưng mà em chỉ 10.000. Ok. Ok bạn ơi, xong cái clip này thì biết tình cảm chị em nằm ở đâu nha các bạn. Ok mọi người ơi, đây là số tiền thưởng mà mọi người quyết định là góp lại và cho chị Sinh đi. Đây, gửi tiền chị, đây là tiền của mọi người đó nha. Không có tiền chị luôn. Mọi người giúp luôn, quá ga lăng luôn các bạn. Sao? Nhiều. Cái mùi cho ngon nha mày. Ok, theo như cái nguyện vọng của tất cả mọi người thì mình sẽ cầm số tiền này để mình đi mua cái gì đó thật là ngon cho cả mọi người cùng ăn luôn các bạn ơi. Còn bây giờ thì chúng ta đi thôi. Hiện tại mình đang có mặt ở số 1 cây và bây giờ mình sẽ đi qua bên đó để mình mua những cái món đồ ăn mà mình yêu thích. Đi thôi. Lấy giỏ và đi lựa đồ ăn các bạn. Ăn kem bắp quế đi, mình rất thích ăn kem bắp quế sô-cô-la. Sữa tươi trân châu đường đen, sandwich nho khô. Ui. Kem lăng các bạn, à không, những bạn trong đây chắc không hiểu là kem lăng là gì đâu. Nó là bánh lăng các bạn. Sữa chua đi, nhà mình hết sữa chua rồi. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi qua tính tiền thôi đi các bạn. Ui các bạn ơi, đây là kiểu rắc sản phẩm mới của nhà Ovaltine nè. Các TikToker review rất là nhiều luôn á, nhưng mà mình chưa có dịp thưởng thức. Sẵn tiền em nó có ở đây á, nên là mình sẽ mua. Dạ, đến tiền chị em. Dạ em chào chị, đây là sản phẩm mới cao cao giòn đất bên em á chị. Là hiện tại đã có chương trình là mua 2 tặng 1 á. Thơm ghê á, chúng này á, chương trình mua 2 tặng 1 luôn các bạn. Mình sẽ mua 2 hộp luôn cho tất cả mọi người cùng ăn luôn các bạn. Dạ rồi, em cảm ơn. Đi về thôi các bạn ơi. Thôi bụng quá. Wow, gì vậy? Ôi ôi, vô nè, cái nè, cái nè. Đâu, có gì đâu. Nhưng mà khi mà mọi người ăn không á, thì hơi bị chán. Tôi có một tuyệt chiêu mới để cho mọi người ăn, mọi người sẽ thấy nó ngon hơn. Đó xem đó là cái gì? Bia, một lát ngũ cốc. Trời ơi, sao mà mọi người đoán ra được? Đây là một cái sản phẩm mới của nhà Ovaltine, cái tên là kẹo rắc. Ăn chung với lại sandwich nè, với kem nè thì nó rất là ngon. Ví dụ như là sandwich của khí đi, rắc lên như thế này nè, xong rồi kẹp lại. Khi mà ăn á, nó vừa có cái mềm mềm của sandwich, vừa cái giòn giòn của cái kẹo rắc này. Cái bây giờ sẽ đến lượt của mình nha bạn. Thì mình sẽ dùng kem Conito này để mình dằm vào tô của mình nha. Xong rồi mình sẽ rắc kẹo rắc vào nha. Ăn có vị cao cao nè, bé béo nè, giòn giòn nữa. Mình rất thích ăn những cái món này, nó giòn giòn, giòn nghe với vui tai vậy á. Chị Sinh ơi, chị mong với. Thôi, tự đi mua đi, cái này dễ mua lắm. Chị mua sô cô cây á. Nếu như mà chỗ các bạn không có sô cô cây thì các bạn có thể mua trên Lazada và Shopee. Giờ đây là comment phía dưới cảm nhận các bạn khi mà ăn kẹo rắc này nha. Ok các bạn ơi, nãy giờ mọi người ăn no nê rồi. Giờ thì tụi mình sẽ chơi vòng chơi thử thách thứ hai nha các bạn. Let's go. Trò chơi thứ hai là nhảy lò cò. Ở đây sẽ có các ô từ 1 đến 8. Các thành viên sẽ lần lượt ném dép vào các ô theo số thứ tự tăng dần. Thành viên nào dừng lại ở số cao nhất thì sẽ nhận được phần thưởng là 200.000. Ok, sẵn sàng. Nhưng mà người chơi đầu tiên sẽ là Đạt. Cái gì? Tại vì cái trò này á dưới quê Đạt chơi rồi các bạn à. Chấp nhận thử thách luôn chứ chờ đợi gì nữa. Em đứng em canh nha, đạp trúng mức hay là gì là loại liền. Thấy hụt một lần là không được thấy lại đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, ghê vậy. Giờ số 1 trúng mức đi. Đó, đó hiện vậy thôi. Đây. Quan trọng là độ chính xác. Quan trọng là có thảy vô được số 4 hay không á. Chừng nha. Không, sao quên nữa. Quên số nha. Trận này ngày xưa cởi chuồng chơi hoài. Cởi chuồng. Cởi chuồng nhảy lo lúc cái chuồng sao. Trời ơi. Tao lúc đó còn nhỏ lắm chừng lúc. Số 4 nguy hiểm nè. Số 4 có chiến thuật nha. Số 4 mà thảy vào bên đây á thì lụm khó lắm. Để nó nhặt lên. Chụp. Trời, xém nó lộn chân rồi. Ôi, anh Đạt. Thầy rồi, rồi. Ê, gì? Mình làm gì? Để lại cho đây là. Được rồi, xin làm, xin làm ra ngoài nè. Nhắm mắt thảy luôn nè. Rồi, đơn. Để chơi tiếp. Đó. Gần, tính ra gần số 6 luôn á. Xin game. Xin game. Mày làm anh Đạt rối trí rồi. Xem quém rồi. Ê, nguy hiểm nè, nguy hiểm nè. Đừng mất một cái đi tờ nha. Ok. Rồi, để mày lại anh Đạt. Là số 7 nè. Em ngay là số 7 luôn. Đi rồi tắt luôn. Oh. No. Trời ơi. Anh
đạt kết thúc ở con số mấy vậy? Số 5. Số 5 nha các bạn. Với cái video này mình số 5 là quá đủ. Bây giờ sẽ tới lượt của mình nha mọi người. Em hãy chứng tỏ một điều là xưa là không phải một mình anh đạt có thể chơi được cái trò này. Ôi, nhắc số 1 hả? Ừ. Yeah. Ê. Sunny muốn chơi chó. Muốn giữ hay lật? Giữ hay lật hả? Ồ, Minh. Dạ rồi em chơi giờ này nhiều không vậy? Sao thấy nhảy thuần thục vậy? Dạ rồi em chơi, hồi nãy em còn hỏi lục mà. Trời, Minh mới chơi lần đầu luôn các bạn ơi. Ghê vậy, mới chơi lần đầu mà ném có vẻ khá thuần thục á. Mới chơi lần đầu mà ném mày nhảy ghê vậy. Ghê vậy. No. Mới chơi lần đầu mà căng quá. Ôi ôi. Đồ. Chị chick à. Số 6 nè, số 6 nguy hiểm. Sao vô được, sao vô được. Rồi. Vậy là mức cao nhất của Bôn vẫn là số 5 nha các bạn. Ai có thể qua được số 5 được không? Em thấy Bôn mặt đi tính á, tình em. Vậy hả? Bôn, vô em, số 1. Ô, nay Bôn đang nhảy, nhảy luôn. Rồi, đem số 3 đi. Lắc sắc. Sao ra được đó. Trời ơi, nhìn mặt uy tín vậy mà. Không ai mà chơi cái trò này qua lại mình mấy các bạn à. Chắc không. Trời đất ơi. Chắc không. Làm sao. Để đi. Bẹp. Bẹp. Ôi, nhẹ nhàng quá vậy. Rồi, lụm đi. Đi, lụm đi. Đây, để tâm giác nha. Nice. Ồ, nhớ số 5 lụm nha. Số 5 lụm nha. Rồi, lụm đi, lụm đi. Ok. Ok, vậy là trò chơi đã kết thúc nha. Thì Đạt với Minh là người dừng ở ô số 5. Còn Bôn quá gà, ô số 2. Còn Sunny là ô số 6. Đây là phần thưởng dành cho chị. Và chúng ta sẽ đi qua vòng tiếp theo thôi. Let's go. Trò chơi thứ 3 là chơi ù. Người chơi được chia thành 2 đội. Mỗi đội sẽ cử ra một người. Người chơi sẽ giữ tiếng ù và tiến vào sân đội bạn. Nếu chạm vào đối phương rồi chạy về bên mình mà không bị đứt tiếng u thì tất cả người chơi bị chạm đều bị bắt giam. Người chơi bị bắt giam phải đứng sau lưng đối phương và chờ đồng đội đến cứu. Nếu đồng đội chạm vào được thì sẽ được cứu thoát. Ok, đến trò chơi tiếp theo nha các bạn. Thì ở trò chơi này thì quản trò quyết định cho thêm 2 thành viên nữa vào chơi, đó chính là Thục Anh và bạn Thoái. À, mình sẽ cử ra 2 đội trưởng là chị Sunny và anh Đạt. Dây nha. Ok, mình sẽ bắt cô nha các bạn. Rồi, xong rồi. Chừng đó rồi, xong rồi. Mình sẽ bắt... Em nhé. Thục Anh nha các bạn. Rồi, còn Minh với lại Thoại. Mình sẽ bắt quên. Hai đội chơi đã có đầy đủ người rồi nha. Bây giờ thì... Chơi thôi. 3, 2, 1, go. Để em backup cho em đi. Suy nghĩ chiến thuật trong đầu rồi đúng không? Nếu mà em qua em đụng một phát ba người xong em bước được một chân về là em là đội em thắng luôn. Đồ là không cần chơi game nữa luôn. 3 2 1 go. Mày qua đây.
và Thục Anh là sẽ là người bị bắt về đội của Bôn. Để Khiết nói giờ, giờ Thoại có hai con đường. Một là đụng một phát hai này về là đội Thoại thắng luôn. Ok. Hai, Thoại cứu đồng đội mình về để chơi tiếp. À, suy nghĩ trong đầu. Ok Khiết nha. Suy nghĩ trong đầu chưa? Rồi. 3 2 1 go. Dạ, Thoại chọn phương án 2 nha các bạn. Cứu đồng đội nhưng mà không bắt đối phương. Được, một respect. Đúng hai người lên, có lên. Giờ anh, giờ em đụng hai người thắng luôn. Hiểu không? Chuẩn bị chưa? Ok. 3, 2, 1, go. Giết luôn. Muốn giết luôn nha các bạn. Khoan, trước khi chơi nghe đồng đội đó cái đi. Nói đi. Anh mà đi không trở về là còn mình em ra đội mình nó cũng thua á. Em nhà mình giỏi nha. Rồi, coi anh đang nó ra quyết định nha các bạn. Để xem. Giết ngay cái tay lại. Anh đang đứt trước luôn rồi. Cặp bụng luôn các bạn. Không thôi, em phải vậy em rồi anh chết cũng được. 3, 2, 1, chiến đấu anh đang. Lộn. Chết. Chết. Chị Anh, lộn. Chị Anh các bạn ơi, em lộn, em chưa làm gì mà, ủa, chưa kịp đụng vô bôn đã vô tù ngồi rồi. Giờ em mà thắng là một kỳ tích nha, mà Phục Anh. 3, 2, 1, vô. Hết rồi. Phục Anh vẫn bắt được bôn các bạn. Ok, nhưng mà bên kia còn hai người lận. Đuổi lại mày, ok. Giọng mày trông chờ mày hết. Rồi, có chiến thuật trong đầu đúng không? Ok. 3, 2, 1, đi thôi em ơi. Mạnh bảo lên. Trời ơi. Thầy ơi, xin đi ơi. Cơ hội highlight tỏa sáng rồi. 3, 2, 1, đi chị ơi. Đi. Sao được đâu? Em mệt quá. Nhìn hai người đàn ông của em đứng kia kìa. 3, 2, 1, go. Trời ơi, cái cú. Đây rồi, vô em ơi. Đừng lộn chứ. Mình cần làm gì chứ. Hãy vô tim mạnh là được nha các bạn. Ok bạn ơi, và đội chiến thắng đó chính là đây. Anh với điện thoại đi ra đi. Ủa, bạn lên đây. Trời ơi, hai người đàn ông chẳng làm được cái gì hết để nhỏ cánh từ đầu đến cuối. Đây là số tiền của đội giành chiến thắng các bạn, vẫn là 200.000 luôn. Ok, cảm ơn nha. Bôn là mình thua các bạn, mình đã bắt bôn rồi mình vẫn thua. Trò chơi thứ tư là động tượng. Người chơi sẽ nhảy ba bố trên nền sàn phòng trơn trượt. Mọi người sẽ nhảy ba bố tiến lên phía trước. Đồng thời ta sẽ ném phi tiêu vào bong bóng được treo trên cao. Trúng được bong bóng nào thì sẽ nhận được lá thăm ở bong bóng đó. Ai tiến về đích đầu tiên thì sẽ nhận được phần thưởng. Ok, bắt đầu nha các bạn. Đóng tới. Đóng tới. Rồi, sao mai ném ta. Đóng. Ồ, mình đã ném được một cái bong bóng có giá là 20.000 nha các bạn. Cô xin đi là 50.000. Wow. Trao thưởng ngay lập tức luôn. Wow, tuyệt vời. Ok, vô nha. Đồng tượng. Đồng tượng. Chà, thằng Bôn gần tới rồi ta. Chắc là mình phải tăng tốc độ đồng tượng lên cho game này khó hơn nha các bạn. Đồng tượng. Ồ, Bôn ghê ta. Wow, Bôn được cái lá thăm gì đây? Để xem, phần thưởng của Bôn là gì? -50.000. Hơi xui cho mày. Anh Đạt, cái cơ miệng khép lại đi, em không bắt đâu. Anh Đạt bị loại nha các bạn. Dở hơi cho tiếp đi. Đồng tượng. Bôn vẫn giữ tư thế đó hả? Được. Minh ơi, tiến lên lẹ lẹ em ơi, thời gian có hạn. Đồng tượng. Chà, anh Đạt đổi thế cười rồi các bạn ơi. Quay mặt cận mặt anh Đạt kìa. Ok. Đồng tượng. Chà, anh Đạt cái tay hơi thẳng nha, để cho anh Đạt mỏi tí đi. Ồ, mình đế hai cái luôn các bạn ơi. Anh Đạt và Bôn nó ném được hai cái này nha các bạn. Rồi, 5.000, lấy tay lên đụng đi. Khôn á, được á.
cái sự khôn khéo. Nice. Bon, anh 50 ngàn không em ơi? Ừ, bữa nay anh chịu em 50 ngàn thôi, giờ anh lấy 50 ngàn lại đắp lại. Ê, rồi lùng đại là anh bắt đó nha. Đó. Miệng đang mở hơi to. Đào. Wow. Rớt nhiều quá. Của Đạt trước đây, mở của Đạt trước đây. Đạt là gì? Lụm tiền anh ơi. Anh mà không có chắc chắn là anh bị loại nha. Cố lên. Anh lại bị trừ 50 ngàn. Okay. Thôi, 50 ngàn vô tiền của Đạt. Mọi chân quá. Rồi, Đạt chấm dứt rồi các bạn ơi. Đạt bị loại. Quán trò đẩy của chơi quá ơi. Không sao, chết rồi mình kệ luôn. Ồ, bố được cái gì đây? Được, gội đầu ngay lập tức. Muốn người hay không? Không muốn người, đập đầu xuống mày. Mày gội đầu. Rắc. Ok. Rồi, anh Đạt bị loại rồi nha các bạn. Đâu xuống. Ồ, à cái tư thế này mới căng nè. Tình chọc quán trò hả, loại đó. Vô, tiếp nha, mình lẹ lên đó nha. Mày hơi lâu rồi đó. Đó, ấy trời. Đâu một cái nữa là loại luôn. Không cần biết gì luôn đó nha. Đó, tốt. Trời ơi, vậy đó hả? Xuất sắc đó. Trao thủ luôn, tiền trao trao mốc luôn. Lụm tiền các bạn. Còn hai thí sinh. Đó, ông Tường. Đường này không đi. Đó. Spider-Man với tao mày. Spider-Man. Tao muốn đi lại với các bạn. Muốn đi lại với các bạn. Đi ra ngoài, đi ra. Đàm Tuấn. Ê, bạn em là gì sau lưng em kìa? Đâu? Ủa đâu rồi? Xịn á. Rồi, anh cho em 50 ngàn, lụm tiền đi em. Mình là người cuối cùng là Đàm, mình thứ ba. Mình thứ hai và mình là người về nhất. Yeah. Trời này, đặc yếu quá các bạn ơi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip này. Và đừng quên like, share và subscribe tụi mình. À, nhấn luôn cái chuông bên cạnh để nhận clip mới khi có thông báo nhé. Còn bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp các bạn những clip sau.